Bạn có cảm thấy là sau cái dịch Covid-19 thì trí nhớ của chúng ta giảm đi rất là nhanh. Chúng ta thường hay quên, quên chìa khóa này, không nhớ nổi một cái số điện thoại của ai đó, hay là một người mới mới giới thiệu tên thôi, sau 5 giây là chúng ta đã quên đi rồi. Vậy thì tác dụng của ginkgo biloba có giúp cải thiện trí nhớ hay không? Và lựa chọn ginkgo biloba như thế nào cho phù hợp? Thứ nhất là nguồn gốc của ginkgo biloba được chiết xuất từ cây bạch quả, được coi là một loài cây sống lâu nhất trên thế giới và được sử dụng trong rộng rãi trong y học cổ truyền Trung Quốc trong hàng ngàn năm nay trong việc tăng cường hoạt máu não và cải thiện trí nhớ. Khi mà tuần hoàn máu não của chúng ta kém á, không có đồng nghĩa là trong cơ thể chúng ta thiếu máu đâu, mà lượng máu đưa đến não của chúng ta ít đi, nó không đáp ứng đủ cái nhu cầu hoạt động của não, nó gây ra một số các triệu chứng như là đau đầu này và cảm giác nặng đầu thường xuất hiện khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta di chuyển hay chúng ta mới ngủ dậy. Thứ hai là cảm giác hoa mắt chóng mặt xuất hiện nhiều khi mà chúng ta đang ngồi, xong rồi chúng ta đứng lên và cảm giác hoa mắt chóng mặt xuất hiện ngay. Thứ ba là suy giảm thị lực, chúng ta thường cảm thấy là đau mắt, nhức mắt này. Và cái thứ tư là mất ngủ kéo dài. Đây là những biểu hiện cho thấy là tuần hoàn máu não của chúng ta kém và lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh của chúng ta, làm suy giảm trí nhớ, kém tập trung và gây ra tình trạng rối loạn lo âu. Ginkgo biloba giúp cải thiện các triệu chứng ở trên vì trong cái ginkgo biloba nó có hoạt chất là EGB761. Đây là một chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, chống viêm và giúp tăng tuần hoàn máu não, cải thiện trí nhớ. Vậy thì lựa chọn sản phẩm ginkgo biloba như thế nào? Vì trên thị trường hiện nay có rất nhiều những sản phẩm ginkgo biloba. Đối với dược sĩ Duy, một sản phẩm đạt yêu cầu nó phải đảm bảo hai cái tiêu chí. Một đó là phải đảm bảo cái tiêu chuẩn EGB761, có nghĩa là trên bao bì của mỗi sản phẩm nó phải ghi rõ cái thành phần hoạt chất là flavonoid glycosid chiếm 24% và 6% là bentolactone thì đạt bảo tiêu chuẩn 1. Tiêu chuẩn thứ hai là trong một cái sản phẩm nó phải bổ sung thêm những hoạt chất khác tốt giúp bảo vệ tế bào thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ ngoài cái hoạt chất là ginkgo biloba như là gì? Choline này, vitamin B này hay là kẽm. Những cái sản phẩm phải đảm bảo hai tiêu chí thì mới coi là một là sản phẩm tốt. Thì sử dụng sản phẩm ginkgo biloba như thế nào? Nếu như bạn muốn tăng cường trí não vào buổi sáng mà cảm thấy đau đầu chóng mặt vào buổi sáng thì bạn nên sử dụng ginkgo biloba vào buổi sáng. Còn nếu như bạn cảm thấy mất ngủ này, đau đầu vào buổi tối thì bạn sử dụng ginkgo biloba trước khi đi ngủ. Vậy thì ai không nên sử dụng sản phẩm ginkgo biloba? Vì tác dụng là cải thiện trí nhớ và tăng tuần hoàn máu, nên là những người mà đang sử dụng thuốc aspirin này hay là những thuốc loãng máu thì tuyệt đối không sử dụng ginkgo biloba. Những người bệnh loãng máu hay là thường xuyên chảy máu, những người mà chuẩn bị phẫu thuật thì không sử dụng ginkgo biloba cách ít nhất là 14 ngày. Tuyệt đối là không sử dụng chung ginkgo biloba với những thuốc giảm đau NSAID, ví dụ như là ibuprofen, meloxicam hay diclofenac. Phụ nữ có thai thì cũng không nên sử dụng ginkgo biloba. Và nếu như bạn muốn tư vấn thêm về sản phẩm ginkgo biloba thì liên hệ với dược sĩ Duyên.